Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ngọt Ngào. Bạn có bao giờ cảm thấy rằng mình đang lạc lối trong cuộc sống, rằng bạn đang mắc kẹt trong những thói quen xấu và không thể tiến lên phía trước? Hãy cùng chúng tôi khám phá cách loại bỏ những hành vi tiêu cực, từ đó xây dựng một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Bạn sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu hành trình thay đổi cuộc sống ngay hôm nay. Giới thiệu về triết lý Stoic. Triết lý Stoic hay chủ nghĩa khắc kỷ xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên tại Hy Lạp và La Mã cổ đại. Những triết gia nổi tiếng như Epictetus, Seneca và Marcus Aurelius đã phát triển và áp dụng triết lý này vào cuộc sống hàng ngày của họ. Stoic tập trung vào việc phát triển sự kiên nhẫn, kiềm chế cảm xúc và sống một cuộc đời có ý nghĩa dựa trên lý trí và đức hạnh. Stoic khuyến khích chúng ta nhìn nhận mọi khó khăn và thử thách như cơ hội để rèn luyện bản thân và nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ nên tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Trên kênh của chúng ta, chúng tôi luôn nhấn mạnh về việc trau dồi đức tính và cải thiện bản thân. Bạn đã theo dõi các video của chúng tôi chưa? Tuy nhiên, chúng tôi chưa tập trung nhiều vào những hành vi có hại đã có sẵn trong cuộc sống của chúng ta. Epictetus, triết gia nổi tiếng của trường phái Stoic, đã chỉ ra hai sai lầm lớn trong cuộc sống của chúng ta: thiếu kiên nhẫn và thiếu tự kiểm soát. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên trì và kiềm chế, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy quyết tâm. Phát triển các hành vi tích cực là một thách thức đòi hỏi rất nhiều sự nhất quán. Ngoài ra, việc thực hành tự kiềm chế, bao gồm việc tránh những cám dỗ và hành vi có hại cản trở sự phát triển của chúng ta, cũng rất quan trọng. Trên kênh này, chúng tôi khám phá nhiều chủ đề liên quan đến thói quen có lợi của trường phái Stoic, nhưng cho đến nay chúng tôi chưa đi sâu vào các khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta nên tránh. Đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu loại bỏ mọi thứ tiêu cực ảnh hưởng đến chúng ta. Hãy giữ khoảng cách với những cảm xúc tiêu cực làm lệch hướng chúng ta khỏi mục tiêu. Các bạn thân mến, hãy tưởng tượng một cuộc sống mà bạn luôn cảm thấy thoải mái và tự tin. Một cuộc sống mà mỗi ngày trôi qua, bạn đều thấy mình tiến bộ và không bị kéo lùi bởi những thói quen xấu. Để đạt được điều đó, chúng ta cần phải bắt đầu từ việc loại bỏ những thói quen không tốt và thay thế chúng bằng những thói quen tích cực. Đây là thời khắc của bạn, thời khắc để thay đổi và làm chủ cuộc sống của mình. Trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về 7 thói quen phổ biến mà chúng ta nên tránh nếu muốn đạt được cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, xin vui lòng ủng hộ bằng cách nhấn thích video và chia sẻ nó để lan tỏa triết lý này đến nhiều người hơn. Để nhận được các cập nhật thường xuyên, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo. 1. Từ bỏ thói quen tìm kiếm lợi ích hoặc sự công nhận trong mọi việc bạn làm. Nếu bạn đã hành động xuất sắc, giúp đỡ ai đó hoặc đạt được thành công, đừng mong đợi sự tán dương hay khen ngợi từ người khác. Tin rằng người khác phải công nhận bạn sẽ chỉ dẫn đến sự thất vọng, vì chúng ta không kiểm soát được ý kiến của người khác. Hãy tập trung vào mục đích của hành động tự thân, không phải là sự công nhận từ bên ngoài. Hãy làm điều đúng đắn vì nguyên tắc và sự hài lòng cá nhân, không phải vì sự khen ngợi không ngừng nghỉ. Hiểu rằng bằng cách hành động như vậy, bạn sẽ tìm thấy sự thỏa mãn bên trong, bất kể sự công nhận bên ngoài. 2. Từ bỏ sự trì hoãn. Thường chúng ta lãng phí những khoảnh khắc quý giá vào việc tiêu thụ nội dung trên các nền tảng như TikTok, Pornhub và Instagram, hoặc tôi nhầm chăng? Như Seneca đã nói một cách khôn ngoan, chúng ta phàn nàn về sự ngắn ngủi của thời gian nhưng lại có nhiều hơn những gì chúng ta biết phải làm gì. Seneca đã suy ngẫm sâu sắc về sự ngắn ngủi của cuộc sống và kết luận rằng nhiều người trong chúng ta chỉ tồn tại mà không thực sự sống. Chúng ta lãng phí thời gian quý giá vào các hoạt động vô ích và trì hoãn nghĩa vụ của mình. Khi lười biếng, chúng ta hành động như thể vĩnh cửu là đồng minh của mình, bỏ qua rằng thời gian là tài nguyên quý giá nhất mà chúng ta sở hữu. 3. Từ chối chấp nhận sự tầm thường và phấn đấu cho sự xuất sắc trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Việc tự hỏi liệu bạn đã cống hiến hết mình hay chưa nên trở thành một thói quen thường xuyên. Nếu bạn phân tích hành trình của mình, bạn sẽ nhận ra rằng trong nhiều lần bạn đã không cống hiến hết sức mình. Tại sao lại dành năng lượng cho một điều không xứng đáng? Trong mọi hoạt động, hãy cống hiến hết sức mình vì nỗ lực là khía cạnh duy nhất bạn có thể kiểm soát. Chúng ta không thể kiểm soát kết quả, thành công hay sự công nhận từ người khác, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cam kết và nỗ lực của mình. Đừng hài lòng với sự tầm thường khi bạn có tiềm năng đạt được. 4. Đừng để lo lắng chi phối bạn. Marcus Aurelius nhắc nhở chúng ta trong tác phẩm Meditation, lo lắng không phải do sự kiện bên ngoài mà do suy nghĩ của chúng ta về những sự kiện tương lai. Lo lắng không giúp ích hay cải thiện tình hình của chúng ta, nó chỉ là một suy nghĩ làm khổ chúng ta dựa trên những suy đoán về tương lai. Nhận ra rằng bất kể tương lai có điều gì, dù bất định thế nào,
bạn đã vượt qua những tình huống khó khăn trong quá khứ. Hiểu rằng bạn có các nguồn lực cần thiết để đối mặt với bất kỳ nghịch cảnh nào có thể xảy ra. Hãy học cách phân biệt giữa những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và những gì trong tầm tay của bạn. Và khi suy ngẫm về kịch bản tồi tệ nhất, bạn sẽ thường nhận ra rằng tình hình ít nghiêm trọng hơn bạn tưởng tượng. 5. Đừng sợ thay đổi. Marcus Aurelius đã viết trong Meditation, vũ trụ là sự thay đổi. Cuộc sống của chúng ta là do suy nghĩ của chúng ta tạo nên. Cuộc sống tràn đầy những thay đổi, cả tích cực lẫn tiêu cực. Sự kháng cự cứng nhắc trước thay đổi, ngoại trừ khi tập trung vào những yếu tố không thể kiểm soát, ngăn cản chúng ta khám phá vô số cơ hội mà cuộc sống mang lại. Thay vì sợ thay đổi, chúng ta nên đón nhận nó vì nó không thể tránh khỏi và có thể mang lại lợi ích. Chúng ta nên tập trung vào việc thích nghi với hoàn cảnh mới, giữ lại những gì có giá trị trong những điều mới xuất hiện trong cuộc sống của mình. Thông qua thay đổi, chúng ta có thể phát triển và cải thiện bản thân mà không cần phải từ chối những gì chúng ta đã có hoặc đang có. 6. Giải phóng bản thân khỏi sự gắn bó cảm xúc với vật chất. Theo lời khuyên khôn ngoan của trường phái Stoic, học cách buông bỏ không chỉ giới hạn ở sự tách rời vật lý mà còn cả sự tách rời cảm xúc. Nếu bạn đã phạm sai lầm trên hành trình của mình, đừng tự giày vò bản thân với sự tội lỗi và hối tiếc, thay vào đó hãy học hỏi từ chúng để tránh lặp lại. Mặc dù những cảm xúc này là bình thường và giúp chúng ta nhận ra lỗi lầm, một khi đã hấp thụ bài học, chúng ta phải tránh để chúng tiếp tục làm khổ mình. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm, đừng quá khắt khe với bản thân và luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển từ những sai lầm đó. 7. Luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển và tiến bộ. Video này nhằm giúp bạn loại bỏ những thói quen không hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày, thay thế chúng bằng những thực hành có lợi như đã giải thích trên kênh này. Bạn có khả năng đi trên con đường dẫn đến một cuộc sống yên bình, vui vẻ và ý nghĩa hơn. Các bạn thân mến, hành trình thay đổi bản thân không phải là điều dễ dàng, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng. Hãy nhớ rằng, mỗi bước nhỏ đều mang lại sự tiến bộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy những chia sẻ này hữu ích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn thích và chia sẻ video. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.